Hello, em xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Gia đình em đã đăng ký đi bầu cử tổng thống Mỹ rồi nghe. Chỗ em là chủ nhật rồi, là đã cho bầu cử sớm rồi đó cả nhà. Từ giờ cho tới ngày 5 tây tháng 11 là sẽ có kết quả người đứng đầu nước Mỹ là ai. Người nào ủng hộ ai thì đi bầu cho người đó. Khu vực em chủ nhật vừa rồi là đã được đi bầu cử rồi cả nhà. Ngày đầu tiên đi bầu em thấy là mấy người lớn tuổi đi bầu nhiều. Mấy người trẻ tuổi em nghĩ chắc là đợi tới cuối ngày, cuối cuối tháng rồi tới gần ngày mới bầu quá. Em thấy mấy ông bà cô chú lớn tuổi nhiều, có người đi xe lăn cũng vô bầu nữa. Em ở thành phố nhỏ cho nên là cũng không có đông. Mình càng trẻ thì càng đông người đi bầu. Cho nên bầu cử sớm cho rồi, trước sau cũng bầu. Ai ủng hộ ông Donald Trump thì bầu cho ông Trump, ai ủng hộ cho bà Kamala Harris thì đi bầu cho bà Kamala Harris. Em chưa có đăng ký nhưng mà họ đăng ký tại chỗ cho em luôn. Tên của ông Trump là trước tiên và bà Kamala Harris là thứ hai. Trong cái ô tổng thống là tới 4 người lận. Mình ủng hộ ai thì mình gạch cái bút mực vô cái ô của cái tên của cái người đó đó. Vậy là vợ chồng em đã bầu xong rồi. Sau ngày 5 tháng 11 sẽ có kết quả bầu cử. Tổng thống của nước Mỹ là ai? Là ông Donald Trump hay là bà Kamala Harris? Sau khi có kết quả tổng thống của nước Mỹ là ai thì sẽ có người vui thì cũng có người buồn. Hy vọng là nước Mỹ sẽ mãi vững mạnh và nền kinh tế của nước Mỹ sẽ đi lên sau khi có tổng thống mới.